Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử đại án chuyến bay giải cứu. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đã tự bào chữa trước tòa. Ông Tuấn là một trong bốn nhân vật liên quan đến phi vụ chạy án hơn 61 tỷ đồng. Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng đưa cho ông Nguyễn Anh Tuấn 2,65 triệu đô la Mỹ, tức hơn 61 tỷ đồng để nhờ ông Tuấn đưa cho ông Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu nhằm giúp cho bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Những ngày qua, phiên tòa chuyến bay giải cứu phát sinh nhiều diễn biến do có sự mâu thuẫn lời khai giữa các bị cáo Tuấn và Hưng. Ông Tuấn khẳng định sau khi nhận tiền từ bà Hằng đều đưa cho ông Hưng, còn ông Hưng cho rằng không hề nhận đồng nào. Ông Tuấn khai mình cho số tiền 450.000 đô la Mỹ vào vali đặt mã khóa là 104, rồi nhờ người giao cho Hưng. Tuy nhiên, ông Hưng khai mình có nhận chiếc cặp và trong đó chỉ có 4 chai rượu vang. Bị cáo Tuấn đã có những quan điểm về lời khai của bị cáo Hưng. Anh Hưng nói là mấy chai rượu, thật sự là tôi thấy nó nói vậy thôi chứ nói cái gì người ta phải nghe được. Nó trơ tráo quá, nó không đúng sự thật quá, nó không ổn. Anh em mình cũng đã từng được biếu hàng trăm hàng nghìn chai rượu. Chưa ai người ta bỏ rượu và cặp kỹ thuật số mang đi biếu mình cả. Và ngược lại mình cũng đi cho, đi biếu người khác cũng hàng trăm chai rượu. Cũng chưa bao giờ có người nào ngồi ở đây với tính chất là như vậy. Trừ khi những chai rượu vang để sẵn trong cái cặp của rượu vang, cái hộp đây của rượu vang. Còn chả ai là bỏ rượu vào trong cặp kỹ thuật số để mang đi cả. Thì theo vì mang chất mình trọng cho nên là tôi buộc phải lấy cái cặp cũ của tôi ra. Và tôi xếp vào đấy, theo đúng yêu cầu của Hưng là một túi 350.000 và một túi là 100.000. Cựu thiếu tướng công an cũng cho biết nếu chiếc cặp có chứa rượu, cầm vào sẽ biết ngay. Khi cầm cặp đấy, cháu bảo chú ấy cái gì nặng thế, tài liệu. Mà cái là từ xưa nay tôi sai nó đi đưa rượu nhiều lắm. Nó mang rượu đến cho tôi đi nhậu nhiều lắm. Thế mà cái cặp đấy nếu đúng rượu ấy, thì nó sóng sánh ở trong biết ngay, nghe biết ngay. Theo lời khai của hai bị cáo Tuấn và Hằng, mặc dù không còn liên quan tới vụ án, nhưng bị cáo Hưng vẫn nói dối rằng mình có quyền trong việc điều tra chuyến bay giải cứu để tiếp tục nhận tiền. Trả lời với tôi và chị Hằng công khai trước mặt tiên luận. Thế anh Hưng nói rằng chỉ cần anh Sơn giữ đúng cái bản lĩnh của mình vào trong trại không khai, giữ nguyên cái lời khai ban đầu như ở ngoài này thì có thể cứu anh Hưng, có thể cứu anh Sơn được. Hoặc là đình chỉ điều tra hoặc là thay đổi tội danh. Đến ngày 21 sau 8, ngày 8 bắt ngày 21 vẫn nói như thế thì thực sự ông chí là rất là buồn. Nhưng mà hôm nay đứng đây thì một trong những cái mà tôi đau lòng nhất là về mặt tình cảm. Tôi coi Hưng cũng như em thôi. Tin Hưng cũng như em mình. Cuối phần trình bày, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội nghẹn ngào, nói bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư thực quản, đã mổ nội soi, phải phụng dưỡng người già, nên mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án khoan hồng.